stream không? Đã còn stream hả? Còn hả? Mới. À không, ý là chuyển qua làm diễn viên luôn rồi. Không, đang giờ anh em sinh cái nhỏ. Đó, giới thiệu đi. Cái bộ đồ Mỹ Thi hiện tại đang bận. Thôi. Nếu tính thương sự giá thị trường là khoảng tầm 60 triệu. Anh ơi. Nhà đất gì không? Không, thì không có nhà đất. Không, không có nhà đất. Khi là chơi tôi chỉ coi đồ á, không tiền ảo đồ. Thiệt hả? Không, hôm bữa quán cà phê mà được mua một cái thương hiệu luôn mà. À, anh trai anh mua. Dạ, mua luôn, mua đất. Ghê. Đặt TV luôn á. Phải cho bà dễ
không biết luôn. Không biết luôn á. Học báo không biết. Trên đây. Ủa, thấy trên luôn á. Lấy luôn cái rạp nào vậy? Bây giờ